Đó, sợ sẽ là lên như thế này, các bạn đã thấy được cái sẽ là chứ hả, và sự di chuyển của con trò trò chuột của mình chưa? Này, các bạn nào không thấy thì cứ chủ động mở mic lên để nói nhá. Tại vì lúc này thì mình sẽ cái màn hình mình lên luôn rồi, thành ra là không có thấy được tin nhắn của các bạn, gọi gì các bạn cứ mở mic lên để nói. Ha. Nếu được cái chương trình bài lần trước chúng ta học kết thúc cái phần cơ chi trên thì tiếp tục ta có cái bài cơ chi dưới nha. Thì nó cũng là một cái phần cũng tương tự như phần cơ chi trên, đó là chúng ta học đi qua các cái cơ từng cái vùng khác nhau. Nó sẽ chia ra được các cái vùng, đó là từ vùng mông này, mông, sau đó là đùi, xuống mông đùi, rồi đến vùng cẳng chân, và cuối cùng là vùng bàn chân. Tất nhiên cơ chi dưới thì nhìn chung là nó ít hơn so với cơ chi trên. Điều đó phản ánh rất là rõ cái chuyện mà chức năng của chúng nó khác nhau. Đấy. Rồi về cơ chi dưới thì đầu tiên chúng ta đi vào cái vùng mông. Chúng ta thấy này, cái giới hạn của vùng mông là ở đâu? Đấy, giới hạn vùng mông thứ nhất, chúng ta nhìn tất nhiên mông là chúng ta nhìn từ cái mặt sâu ha, từ sâu vào ngoài. Đấy. Vùng mông này thì giới hạn trên của nó chính là cái điểm cao nhất của mao chậu ở đây nhé, điểm cao nhất của mao chậu. Đấy. Phía sau thì nó giới hạn bởi một cái đường, đường ở giữa này này ha, đường ở giữa này gọi là cái đường giữa của rãnh giữa hai cái mông. Đấy, giữa đó hai cái vùng mông trái và vùng mông phải. Đó. Nó sẽ tương ứng với một cái G ở đây mà mình có thể sơ thấy được, đó chính là cái mao cung gì, mao cung giữa đúng không? Đấy, mao cung giữa. Đấy, chia đôi cái mông ra. Tiếp tục ở phía dưới thì nó sẽ giới hạn ngắn một cái nếp gọi là nếp lăn mông. Đấy, cái mông mà nó nhô ra, sau đó nó tiếp tục cái vùng đuôi ở phía dưới, hai vùng này nó ngăn cách với nhau bởi một cái nếp người ta gọi là nếp lăn mông. Đấy, nó chính là cái giới hạn dưới của cái mông. Còn lại ở phía bên ngoài, ở phía bên ngoài là một cái đường nối giữa cái gai chậu trước trên đấy, cho đến cái mẩu chuyền lớn của xương đùi, hay là mẩu chuyền to đấy. Đấy, như vậy là cái vùng mông giới hạn là như thế này ha, vùng mông giới hạn như thế này. Thì trong cái vùng mông này là cũng có những cái cơ, rất là nhiều cơ ấy, rất là nhiều cơ và được xếp thành nhiều lớp. Đấy, nó có cái vai trò rất là quan trọng trong cái chuyện mà hoạt động của cái đùi của mình. Đấy, dạng khép xoay ngoài xoay trong liên quan tới cái nhóm cơ ở vùng mông này nha. Và cơ vùng mông thì nó sẽ được chia làm hai nhóm, đó là nhóm cơ chậu mẩu chuyền và nhóm cơ ủ ngồi xương mu mẩu chuyền. Thì cái tên của từng nhóm cơ là nói đến cái nguyên vị và bản tính của từng cái cơ nha. Nhóm cơ nào mà thuộc cái cơ chậu mẩu chuyền thì nó sẽ bám từ cái vùng mà xương chậu này chung tới cái mẩu chuyền, có thể mẩu chuyền lớn hoặc mẩu chuyền bé. Đấy,
Còn nhóm cơ u ngồi xương mu máu chuyển thì từ cái u ngồi xương mu nó đến bằng cái máu chuyển gồm có các cái cơ như sau. Thứ nhất, nhóm cơ chậu máu chuyển thì gồm có cơ mông lớn, cơ mông nhớ, cơ mông bẻ, cơ hành lê, cơ căng mặt đùi. Động tác chống của nhóm cơ này đó là duỗi, giãn và xoay đùi. Đấy. Còn cái nhóm cơ u ngồi xương mu máu chuyển thì cũng có các cái cơ cơ bịt trong, cơ sinh đôi trên, cơ sinh đôi dưới, cơ vuông đùi, cơ bịt ngoài. Đấy, các bạn nhớ như vậy, nằm lòng cho mình các cái cơ thuộc từng nhóm cơ khác nhau. Đấy. Động tác của cái nhóm cơ u ngồi xương mu máu chuyển chủ yếu đó là xoay ngoài đùi, giữa là xoay ngoài đùi nha. Chúng ta sẽ đi vào từng cụ thể từng cái cơ. Thứ nhất, đây là mình thấy hình ảnh được các cái cơ đó ha, tổng quan của các cái cơ ở đây đó. Bây giờ chúng ta thấy này, đây có cái cơ mông lớn này, cơ mông lớn. Đấy. Là cái cơ nó nằm đúng nhất. Đây. Các cái cơ mông lớn đây chúng ta sẽ thấy ra được cái cơ mông nhỡ, và các cái cơ mông nhỡ đi chúng ta sẽ thấy cái cơ mông bẻ. Đấy, tất nhiên nó thuộc các cái lớp chúng ta như vậy nhưng mà thuộc cái nhóm khác nhau nhá. Bên ngoài này ta có cơ căng mặt đùi. Đấy, sâu hơn cả cái lớp cơ này, các cơ mông lớn, các cơ mông nhỡ đi, chúng ta thấy được cả cái cơ như cơ mông bẻ này, cơ hành lê này. Đấy, cơ sinh đôi trên, cơ bịt ngoài, cơ sinh đôi dưới, cơ vùng đùi nhá. Và còn có cơ bịt trong nữa. Rồi, chúng ta đi cái lớp cơ vùng mông đầu tiên, đó là lớp nung. Lớp nung là chia thành ba lớp ha, lớp nung, lớp giữa và lớp sâu. Lớp nung thì gồm có hai cơ, đó là cơ mông lớn ở phía sau này. Đấy, và cơ căng mặt đùi nhìn từ ngoài vào nha, cơ căng mặt đùi nhìn từ bên ngoài vào. Đấy. Đối với cơ mông lớn thì chúng ta sẽ thấy cái nguyên ủy của nó là gồm có cái vị trí quan trọng. Thứ nhất đó là cái diện mông xương chậu. Các bạn nhớ cho tôi cái mặt sâu của cái mặt ngoài á, nhìn cái mặt ngoài của cái xương chậu, cái vùng cánh chậu này có gọi là cái phía trên ổ cuối ta có cái diện mông nhá. Diện mông thì mình nhớ tôi có nói rằng là có ba đường mông: đường mông dưới, đường mông trước và đường mông sau. Đường mông dưới, đường mông trước và đường mông sau. Đấy. Thì cái vị trí mà sau đường mông sau chính là để cái vùng này là chỗ bám của cái cơ mông lớn. Đấy. Ngoài ra cơ mông lớn còn có cái nguyên ủy ở mặt sau của xương cùng là đây, mặt sau của xương cùng. Cái cơ mông lớn nó cắt đi ra đấy, bây giờ cái hình ảnh này nó mô phỏng cái nguyên ủy của nó phía sau đường mông, đường mông sau và mực sau của xương cùng. Tới đấy nó còn bám vào đó nữa, dây chằng cùng u ngồi. Đây, dây chằng cùng từ xương cùng tới u ngồi gọi là dây chằng cùng u ngồi. Đây là một trong những cái nguyên ủy của cái cơ mông lớn. Sau đó ba nguyên ủy này nó chụp lại thành một cái gân và sau đó nó hóa thành cái cơ, thành một cái dải rộng như phía trước này chúng ta thấy đó. Đấy nhá. Và nó đi ra phía ngoài và chuyển xuống thấp phía dưới chạy chạy như thế này để vào hai cái vị trí quan trọng, đó là dải chậu chay. Dải chậu chay ở ngoài này, đây đây chính là cái dải chậu chay nhá, và cái đường rác của xương đùi. Mà cụ thể hơn, cái đường rác đó nó sẽ nối tiếp với đâu, với chính là lồi của cơ mông. Các bạn nhớ cho tôi, mặt ngoài của đường rác nó sẽ hướng về máu chuyển lớn, và trước khi tới máu chuyển lớn thì nó đã liên tục với một cái chỗ người ta gọi là lồi của cơ mông. Và người ta xem trong sách thì người ta nói rằng là bám vào đường rác xương đùi, nhưng mà cụ thể hơn ở đây chính là cái lồi của cơ mông, là nơi bám của cơ mông lớn đây. Đó. Và tất nhiên nó cũng bám xuống dọc xuống phía dưới này một chút đối với cái đường rác của xương đùi. Thì đây chính là cái hình ảnh của bám từng của cơ mông lớn nhé. Gluteus là mông, maximus là lớn nhé. Đấy. Đấy, chính là cái nền bản của cơ mông lớn nhé. Thì động tác của cái cơ mông lớn này là một cái cơ duỗi đuôi rất là mạnh nhé. Như vậy là chân nó co lên phía trước trên này, để mình đổi qua cái hình ảnh laser cho nó rõ hơn nhé. Thì chân nó gấp lên như thế này thì cái cơ mông lớn phía sau này nó kéo lùi lại thì làm cho nó duỗi cái đuôi ra. Đấy, và giúp hình thành tư thế đứng thẳng của chúng ta. Đấy, đó là cơ mông lớn. Tiếp theo đó là cái cơ thứ hai là cơ căng mặt đùi. Mà rồi. Cơ căng mặt đùi trong này đây, chúng ta nhìn thấy từ ngoài vào ha. Cơ căng mặt đùi thì nguyên ủy của nó chính là từ mao chậu.
Đấy, mà cháu và nó gần sát lấy cái gai chậu trước trên đấy, và chạy xuống phía dưới, nó sẽ bám từng vào nơi nổi khoảng 1 phần 3 trên và 2 phần 3 dưới của dải chậu chày. Dải chậu chày là đây. Thì các bạn phải hiểu được dải chậu chày là gì. Cái dải chậu chày là một cái dải mối liên kết, một sợi mối liên kết, nó nằm giữa lớp cơ mông lớn và cơ căng, nó nằm giữa cái cơ mông lớn ở đấy và cơ căng mặt đùi ở ngoài này. Đấy. Là chạy từ trên xuống dưới, bám ở từ phía trên này, cái vùng của xương chậu ở trên này ha, cái vùng mà chậu phía trên. Sau đó nó sẽ chạy xuống phía dưới dọc 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 như thế này và đến bám từng vào cái lôi con ngoài của xương chày nhá. Đấy, lôi con ngoài của xương chày tạo thành một cái dải, người ta gọi là dải chấu. Đó là từ mà chậu gọi là dải chấu chày, được chưa? Đấy, như vậy cái cơ mông lớn nó sẽ bám một phần vào dải chấu chày này và cơ căng mặt đuôi nó cũng bám từng vào cái vị trí 1 phần 3 trên và 2 phần 3 dưới của dải chậu chày. Đấy, và tất nhiên cái cơ này có cái nhiệm vụ của nó là căng cái mặt đuôi, căng cái mặt đuôi. Đó. Và khi mà nó cũng có cái góp phần vào cái chuyện mà giúp cho nghiêng nghiêng người sang sang bên cái dải chậu chày, sang cái cơ mà nó kéo ha. Kéo thì cơ nó căng lên thì kéo cho người mình chúng ta nghiêng qua một phía nhá. Rồi cũng phần vào cái chuyện mấy, nếu như mà tựa vào cái vùng xương chậu đấy thì nó sẽ làm dạng cái đuôi ra ngoài. Đấy, dạng đuôi ra ha. Nhưng mà tất nhiên hoạt động của nó chỉ góp phần vào mà thôi. Đấy chưa? Đấy. Thì cái dải chậu chày này người ta thường gọi là cái fascia lata đấy, fascia lata. Và cái cơ căng đuôi này người ta cũng 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 giống như là một cái phần của fascia lata. Ở đây trên lâm sàng người ta gọi như vậy. Thường mà khi người ta can thiệp vào cái xương đùi, can thiệp vào cái xương đùi thì người ta phải cắt qua cái lớp fascia lata này, cơ căng mặt đùi và cái phần dải chậu chày này. Được chưa? Đó chính là hai cái lớp, hai cái cơ của lớp nông vùng mông. Tiếp tục ta có lớp giữa thì có cái cơ đó là cơ mông nhợ và cơ hành lê. Đấy, cơ mông nhợ và cơ hành lê. Nha. Thì cắt đi cái cơ mông nhợ bình thường chúng ta vẫn thấy được một phần. Đây này, nếu mình lực bỏ cái mạc này đi thì chúng ta vẫn thấy được một cái phần cơ mông nhợ ở đây. Và để mà thấy trọn vẹn hơn thì người ta sẽ cắt toàn bộ đi cái vùng vùng cái cơ mông lên này ha. Đấy, cắt cơ mông lớn đi thì thấy toàn bộ cái vùng cơ mông nhợ. Tất nhiên hình ảnh này thì cơ mông nhợ cũng bị cắt đi cái một phần, nhưng mà chúng ta thấy cũng thấy được cái gì, cái nguyên ủy của cơ mông mông nhợ. Đấy. Đối với cái nguyên lý của cơ mông nhợ thì nó sẽ bám vào khoảng 3 phần tư trước của mao chậu đây, 3 phần tư trước của mao chậu, và tất nhiên là cái diện mông của xương chậu ở đây. Diện mông của xương chậu mà nó bám thì đối với cơ mông lớn thì nó nằm phía sau của đường mông mông sâu, thì bây giờ cơ mông nhợ nó sẽ bám vào giữa đường mông sâu và đường mông trước. Đó chính là cái diện của nó. Và đó, và một phần của dải chậu, cái mao chậu phía trên này đoạn khoảng 3 phần tư trước ha. Sau đó nó sẽ hóa thành một cái gân và nên bám từng vào cái mẫu chuyển lớn của xương xương đùi ở đây. Đây, cái medius có nghĩa là nhợ đấy, hay nhợ hay là giữa đấy, nó lỡ cỡ đấy. Đấy, cái chỗ bám của nó bắt đầu hóa thành gân để bám vào mẫu chuyển lớn ở đây, thì người ta cắt bỏ đi cái phần cơ đây rồi nha. Còn vị trí mà các bạn thấy cái cơ này rõ ở đây chính là cái minimus, chính là cơ mông nhỏ, cơ mông bé hay qua cái lớp sau chúng ta mới học. Đấy, như vậy là nói lại cái cơ mông nhợ bạn từ trên giường mông của xương chậu, 3 phần tư trước mao chậu và để bạn từng vào mẫu chuyển lớn của xương đùi. À, thì động tác của nó chủ yếu là dạng đùi, dạng đùi ha. Và tham gia vào có thể là xoay trong đùi, thì các bạn có thể thử xem thêm nha. Cơ tiếp theo đó là cơ hành lê. Cơ hành lê thì đây chúng ta thấy là nó sẽ bám từ mặt trước hay là mặt mặt chí mặt chầu hông của xương cung, khoảng đốt sống cung 234 á, khoảng đốt sống cung 234. Sau đó nó sẽ đi qua cái khuyệt ngồi lớn đấy, đi một rồi cái khuyệt ngồi lớn là ở đây này nhé. Sau của xương chậu ta có khuyệt ngồi lớn và bạn nguyên vị một phần vào cái khuyệt ngồi lớn này, cùng sau đó sẽ chui qua cái khuyệt ngồi lớn đó rồi nó sẽ đến bám tận vào
mạch truyền lớn của xương đùi luôn. Đấy, cái chính là cái khối cơ trầu mạch chuyển đây, nó rất là bám đều và bám vào cái trầu mạch chuyển này. Thì động tác của cái cơ hình lê này là nó là giúp giãn và xoáy xoay ngoài đùi nha. Đây, bám vào đây, kéo vào thì cái mạch chuyển này nó sẽ hướng vào phía trong và tương ứng cái đùi này nó sẽ theo kiểu dạng mà đòn bẩy thì khiến cho cái đùi này nó dạng ra ngoài. Đó, nó sẽ dạng đùi và xoay ngoài đùi. Thì cái cơ hình lê này có một cái vai trò rất là quan trọng, đó là một cái dấu mốc để mà tìm bộ mạch thần kinh mông trên và bộ mạch thần kinh mông dưới. Như vậy chúng ta thấy đây một cái cơ hình lê như thế này, và thấy trên mô hình hoặc là trên xác mà hoặc là trên bệnh nhân mà thấy có cái mạch máu thần kinh nó đi lên như thế này và tương ứng mạch máu thần kinh nó đi xuống như thế này, thì chúng ta thấy à, đây là bộ mạch thần kinh mông trên và dưới này là bộ mạch thần kinh mông dưới. Đấy, nó là dấu mốc để tìm hai cái bộ mạch đó, mà hiểu ý chưa? Đây. Tiếp theo chúng ta đi vào lớp sâu của cái cơ vùng mông. Thì lớp sâu này á, thì các bạn có các cái cơ, đó là cơ mông bẹ này, cơ sinh đôi trên, cơ bịt trong, cơ sinh đôi dưới, cơ vùng đùi và cơ bịt ngoài. Đấy, các cơ như vậy ha. Thì cụ thể vô từng cái cơ đây, chúng ta sẽ thấy cơ mông bẹ đây ha, cơ mông bẹ. Các cái cơ mông lớn thì sẽ lo ra cơ mông bẹ. Thì cơ mông bẹ nó sẽ nằm cùng ở diện mông của xương chậu, dưới diện mông của xương chậu, giữa cái đường mông trước và đường mông dưới đây. Sau đó nó cũng sẽ đi ra ngoài và bám từng vào mạch chuyển lớn của xương đùi nhé, của xương đùi. Động tác của nó cũng là dạng đuôi và góp phần vào xoay trong đùi. Đấy, góp phần vào xoay trong đùi. Đấy. Thì các bạn nhớ những cái động tác chính của nó chủ yếu vẫn là dạng đùi ha, dạng đùi và xoay đùi nhé. Tiếp theo cơ mông bẹ, cơ gì nữa? Cơ sinh đôi trên, cơ bịt trong, cơ sinh đôi dưới. Thường là ba cơ này nó đi kèm với nhau nhé. Đây này, cơ sinh đôi trên này, cơ bịt trong và cơ sinh đôi dưới. Đấy, cơ bịt trong và cơ sinh đôi dưới nhé. Rồi thì cơ sinh đôi đôi trên và cơ sinh đôi dưới thì nó đều bám vào cái vùng gai ngồi và khuyệt ngồi bé, cũng như là một phần của ù ngồi ở dưới này. Đấy, sinh đôi trên và sinh đôi dưới là như vậy, nó sẽ chạy ra phía ngoài và cũng đến bám tận vào cái mạch chuyển lớn của xương đùi. Thì cái đặc điểm ở đây, cái mạch chuyển lớn nó rất là lớn ha, trên thực tế nó cũng rất là lớn, và nó chính là cái nơi của cái khối cơ giúp giãn và xoay đùi, thành ra là rất nhiều cơ nó bám từng vào đây nhé. Đấy. Thì có cái đặc điểm đó là hai cái cơ này á, nó sẽ chạy dọc, một thằng chạy dọc phía trên cơ sinh đôi trên, một thằng chạy dọc phía dưới cơ sinh đôi là gọi là cơ sinh đôi dưới. Thì nó là chạy dọc đối với cái cơ bịt bịt trong. Đấy. Như vậy thằng cơ bịt trong nó chạy ở giữa hai thằng này nhé. Thì đối với cơ bịt trong thì nó sẽ bám nguyên vị từ cái trong của lỗ lỗ bịt nhé. Chúng ta đang nhìn từ phía sau tới. Và đây là lỗ, này là lỗ cái lỗ bịt trong nhé, lỗ bịt mà nằm ở mặt trong đấy. Còn phía ngoài này này sẽ có một cái lỗ cũng là thông qua với cái lỗ bịt, thì ở đây là gọi là mặt ngoài của lỗ bịt đấy. Thì lỗ bịt nó trên người thực mình thì được che đậy bởi cái màng bịt, thành ra người ta nói rằng cái cơ bịt trong nó sẽ bám nguyên vị từ mặt trong của lỗ bịt và màng bịt à, mặt trong của lỗ bịt và màng bịt. Sau đó nó sẽ đi ra phía ngoài và chạy song song với hai cơ sinh đôi trên, cơ sinh đôi dưới để bám thần vào cùng một cái gân chúng vào cái mở trình lớn của xương đùi. Còn đối với cơ vùng đùi thì nó nằm ở đây nhé, nằm ở đây. Đây chính là cơ vùng đùi. Nó sẽ bám nguyên vị từ cái phần ủ ngồi, đây ủ ngồi đây ha. Và để bám tầng vào cái mao giang mẫu của xương đùi. Đấy, như vậy là chúng ta đang nhìn từ diện phía sau thì cái nội hai cái mạch chuyển lớn, mạch chuyển bé thì gọi là mao giang mẫu, và đó chính là nơi bám từng của cơ vùng đùi. Thì tất nhiên với cái kích bám như thế này thì động tác của nó là khép cái đuôi vào ha, và đồng thời đó là xoáy xoay ngoài đùi đấy. Còn có một cái cơ bịt ngoài mà trên hình ảnh là chúng ta không thấy, tại vì chúng ta đang nhìn từ phía sau. Cơ bịt ngoài nó nằm ở phía trước và ngoài đây một chút ha. Thì nguyên lý của nó là sẽ bám từ mặt ngoài của lỗ bịt và màng bịt đấy, nó đối diện với cái cơ bịt trong, sau đó nó đi ra phía ngoài và nó bám từng vào hổ mạo chuyển. Các bạn nhớ cho tôi bữa trước có tôi có dạy đấy, cái hổ mạo chuyển xuống
của mọi chuyện xương đùi nó nằm phía trong đối với cái khối mọi chuyện lớn, thì đó chính là đáp án của cơ bịt ngoài. Động tác của cơ bịt ngoài nó tương tự như cơ vuông đùi đấy, nó cũng giúp là xoay ngoài đùi và góp phần vào cái khép cái đùi lại nhé. Tại vì nếu như nó bạn với cái chọn phía trên này thì nó giúp cho giãn đùi, nhưng bạn phía trong này thì nó là giúp cho khép đùi nhé. Rồi là cái cơ vùng mông thì chia thành ba lớp như vậy, hay chia thành ba lớp thì các bạn cố gắng nhớ, trước mắt là nhớ cho mình được là các cái cơ gì thuộc lớp gì đấy, sau đó là cái cơ đó nó thuộc vào cái nhóm cơ chậu mọi chuyện hay nhóm cơ u ngôi xương mu mọi chuyện nhé. Và nếu như mà được thì cố gắng nhớ luôn cái nguyên vị và bám tính của từng cái cơ nhé, đặc biệt là những cái cơ quan trọng á mình đã nói. Rồi chúng ta xong cái vùng mông, bây giờ đi qua các cái cơ vùng đùi. Rồi về cơ vùng đùi á, thì chúng ta thấy này, có cái xương đùi nằm ở đây và có cả cái vách giãn cơ ngoài bám tới nơi chỗ cái đường rọc của xương đùi đây ha, và cái vách giãn cơ trong một ở đây. Cái vách giãn cơ vùng đùi, vách giãn cơ cơ ngoài, đây, vách giãn cơ ngoài và vách giãn cơ trong, nhưng mà cái vách giãn cơ trong này nó không phải là giúp chúng ta phân cách ra cái vùng cơ đùi giống như vùng trên vùng cánh tay, tại vì cái vùng cơ đùi này á một cái chỗ mà nó trở thành là cái cơ nó trở thành cái giới hạn, đó là cái nhóm cơ khép à, cơ khép đó. Đó chính là có ba cái cơ khép dài, cơ khép ngắn và cơ khép lớn. Thì cái cơ khép lớn này á, là một cái bản cơ dẹt nó nằm ở phía trong để mà tạo nên một cái giới hạn cho vùng đùi đó, để mà chia ra cái vùng đùi ở phía trước đấy và vùng đùi sau à, vùng đùi sau đấy. Cái cơ khép lớn này là chính là một cái bản cơ dài giới à, một cái bản cơ rộng và giới hạn cho cái vùng đùi trước và vùng đùi trong rồi và vùng đùi sau về mặt mặt trong, còn phía ngoài này thì có cái vách giãn cơ đùi ngoài để mà giới hạn lên đấy. Thì chúng ta sẽ đi vào từng cái vùng đùi nha. Thì cái cơ vùng đùi trước thì người ta chia ra có hai cái khu cơ, đó là khu cơ trước cũng có cả cái cơ đó là cơ thẳng đùi ha, cơ thẳng đùi, cơ gì nữa, cơ thắt lưng chậu ở phía trên này à, xin lỗi, cơ cơ tự đầu đùi cũng có bốn cơ, đó là cơ thẳng đùi, cơ rụng ngoài, cơ rụng trong và cơ rụng giữa đấy, rồi cơ thắt lưng chậu phía trên này và cơ may, đó chính là cái khu cơ đùi trước. Còn đối với cái khu cơ đùi đùi trong thì lát nữa chúng ta sẽ qua cái slide sau ha. Đấy. Đối với khu cơ đùi trước, động tác chủ yếu của nó, động tác chủ yếu đó chính là gấp đùi và duỗi gối. Đấy. Gấp đùi và duỗi gối. Thân kinh chi phối đó chính là các cái nhánh của thân kinh đùi qua cái phần mà thân kinh chi dưới chúng ta sẽ được học nha. Okay. Như vậy là cả cái cơ này là đều do cái dải thần kinh đùi đi từ trên này xuống để chi phối tất cả các cái cơ này. Đấy. Chúng ta sẽ đi cụ thể từng cái cơ. Thứ nhất đó là cái cơ thắt lưng chậu à, đây cơ thắt lưng chậu là đây. Thì cơ thắt lưng chậu này cũng có hai phần, đó là phần cơ này gọi là cơ thắt lưng lớn và cơ chậu. Thì các bạn thấy này, đây người ta có hai cái cơ, đó là cơ thắt lưng bé và đây là cơ thắt lưng lớn. Trong đó cơ thắt lưng chậu thì có sự tham gia của cơ thắt lưng lớn, các bạn nhớ chưa, còn cơ thắt lưng bé không tham gia vào cái nhóm cơ thắt lưng chậu này. Thì cơ thắt lưng thì người ta còn gọi là cơ xoát ha, đây đây cơ xoát đấy, trên lâm sàng người ta hay gọi là cơ xoát, thì các bạn phải hiểu đó là cơ thắt lưng này. Đấy. Bây giờ đối với cái phần cơ thắt lưng lớn này thì có cái nguyên vị nó sẽ bám vào các cái mỏm ngang của các cái đốt sống từ khoảng T12 rồi L1, L2, L3, L4. Đấy, đó là bốn đốt sống thắt lưng. Đấy, bốn đốt sống thắt lưng trên mà mỏm ngang của các đốt sống đó. Và có thể gặp phần đó là cái đốt sống thắt lưng số 12 nữa. Nha. Nó sẽ xuống đi xuống dưới này và cùng với hợp với một cái cơ đó
đó là cái chậu. Cái cơ chậu này thì nó sẽ bám vào cái hổ chậu, tức là mặt trong của cái xương cần chậu đấy, mặt trong của xương cần chậu đây. Và hai cơ này nó sẽ hợp nhất với nhau sau khi mà đi qua cái dây chằng đấy, đây gọi là dây chằng bền, và đi xuống phía dưới rồi đến bám từng vào, và gì đây gọi là mỏ chuyển bẻ của xương đùi nha. Đấy. Đối với cái cơ thắt lưng chậu này, như vậy là thắt lưng lớn và chậu nó sẽ góp lại với nhau tạo thành tổ hợp gọi là cơ thắt lưng chậu bám vào mỏ chuyển bẻ của xương đùi, và động tác quan trọng của nó chính là gập đùi vào thân mình. Đấy. Thì chính vì nó chạy từ trên xuống dưới này á, thì có một cái đặc điểm đó là nếu như các bạn đi lâm sàng có những trường hợp lao cuộc sống ha, lao cuộc sống nó sẽ từ cái vị trí cuộc sống này này, này nó sẽ tạo ra cái ổ áp xe lạnh tại cái cơ xoạc này, để tạo ra một cái ổ áp xe lạnh nó đi lan từ trên chỗ vùng cuộc sống, nó đi dọc theo cái cơ xoạc này, nó tạo ra cái ổ áp xe lạnh. Đối với áp xe mà do vi khuẩn thì người ta gọi là áp xe nóng nha, tạo ra cái ổ mù. Còn đối với cái áp xe mà do vi khuẩn lao gây nên thì người ta gọi là áp xe lạnh ha, và thường lan theo từ cái cuộc sống này gọi là lao cuộc sống, và lan của áp xe tại vị trí cơ thắt lưng này đó, gọi là áp xe cơ xoạc ha. Gây ra cái tình trạng bệnh nhân rất là đau khi mà căng cái cơ này ta. Như vậy là người ta thường nằm cái tư thế mà để cho cái cơ này nó đỡ đỡ căng, đó là gấp đùi vào nên thân mình đó, làm cái cơ này nó trùng lại, mày hiểu ý chưa? Đấy. Khi mình chủ động như vậy thì làm cho cơ nó trùng lại, nhưng mà khi muốn nó gấp lại thì làm cho cơ nó phải co ha, nó phải co. Đấy. Rồi, cơ tiếp theo đó là cơ tứ đau đùi, một cái cơ khá là phức tạp bởi vì nó là tổ hợp của bốn cơ là gồm có cơ đây, tôi kiểm được cái hình nó mô phỏng lại cái hình ảnh của cái cơ nguyên lý bệnh tình của nó rất là rõ cho các bạn thấy ở đây rồi ha. Bao gồm có các cơ, thứ nhất đó là cơ thẳng đùi này, đây đùi, cơ rộng ngoài, cơ rộng trống nhé, cơ rộng ngoài, cơ rộng trống và cơ rộng giữa. Đấy. Thì cái cơ số 1 này các bạn lớn đi, cơ số 1 này nó là cơ máy rồi ha, là cơ máy. Còn cơ thẳng đùi thì cũng có cái cơ này, cơ số 2 này, số 3, số 4 và cơ số 5. Đấy. Thì đối với từng cơ, cơ thẳng đùi nó sẽ bám vào cái gai chậu trước dưới ở đây, và cái bờ trên của cái gì đấy, ổ cối xương chậu, sau đó xuống tạo thành một cái cơ và tới phía dưới này để mà hợp chúng thành một cái gân, đó là gân cơ tứ đầu đùi. Đấy. Đối với cơ số 4 tức là cơ rộng ngoài nhé, cơ rộng ngoài nó sẽ bám từ cái bờ trước dưới của mỏ chuyển lớn của xương đùi và một phần đường ráp ngoài đường ráp của xương đùi nhé, sau đó nó sẽ chạy xuống phía dưới cũng để hợp vào cái gân này, gân cơ tứ đầu đùi nhé. Còn đối với cơ số 3 là cơ rụng trắng. Đấy, nó sẽ bám từ mặt trong của đường ráp, mặt trong của đường ráp và chạy xuống phía dưới này nhá. Đấy, còn cơ số 5 đây thì được chạy bởi cái cơ rụng rụng và cơ thẳng đùi. Các cái cơ thẳng đùi này nó sẽ lôi ra cái cơ rụng giữa nằm ở phía bên này đấy nhá. Các cơ thẳng đùi này sẽ đó cơ rụng giữa. Và cơ rụng giữa nó sẽ bám vào một phần và mép ngoài đường ráp xương đùi và mặt trước ngoài của thân xương đùi ở đây, đây mặt trước ngoài thân xương đùi nha. Và cả cái cơ này nó sẽ hợp nhất với nhau để tạo nên một cái gân gọi là gân cơ tứ đầu đùi. Đấy. Đây rồi bám từng vào mặt trước của xương bánh chè như lúc trước tôi đã mô tả. Rồi từ mặt trước của xương bánh chè này nó sẽ tiếp tục tạo thành một cái dây chằng gọi là dây chằng bánh chè để từng vào lôi cuộn chày nhé. Như vậy đây patellar này là bánh chè này, ligament là dây chằng bánh chè. Còn đây người ta nói được là quadriceps femoris tendon of insertion, tức là vị trí bám tầng của cơ gấn cơ tứ đầu đùi, các bạn hiểu chưa? Femoris là đùi, quadriceps là tứ đầu ha, tendon là gân, như vậy đây gọi là gân, còn chuyện này gọi là ligament là dây chằng, hiểu chưa? Rồi thì tất nhiên đây là một cái cơ mà có cái vai trò đó là duỗi đùi rất là mạnh, duỗi đùi rất là mạnh. Như vậy tôi nói đó, chấn thương vào cái vị trí này mà đứt đi cái dây chằng bánh chè hoặc là gân cơ tứ đầu đùi, thường dây chằng bánh chè ha, thì làm cái động tác duỗi đùi nó không còn thực hiện được nữa, các bạn nhớ chưa?
Như vậy cái hình ảnh này mô phỏng rất là rõ cái vị trí nguyên vị bán từng của nó rồi. Tôi sẽ gửi sơ la để cho các bạn về tự xem thêm nhé. Rồi, tiếp theo ta còn một cái cơ nữa, đó là cơ may. Đây là một cái cơ dài nhất của cơ thể nhé. Nó sẽ bám từ gáy chéo trước trên phía trên này, chạy dọc từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong để bám từng vào lôi con trong của xương chày. Đấy, lôi con trong của xương chày. Và cái cơ may này thì có cái vai trò đó là nó gấp đùi rồi dạng rồi xoay ngoài đùi ha, kéo dạng xoay ngoài đùi. Rồi cái cơ may đây. Cái này này. Tiếp theo chúng ta sẽ có khu cơ trong gồm có cả cái cơ thứ nhất là cơ lược, thứ hai là cơ thon và thứ ba là cơ khép dài nha. Thứ tư là cơ khép ngắn và thứ năm đó là cơ khép lớn. Đấy, chính là cái bảng cơ rất là rộng để mà phân cách cả cái vùng cơ đùi trước và vùng cơ đùi sau. Đây. Chúng ta sẽ đi từng cơ, thứ nhất là cơ lược ha, cơ lược. Đối với cái khu cơ đuôi trong này á thì nó cũng chia ra ba lớp cơ. Thì lớp nông lớp ta có ba cơ là cơ thon này, cơ thon, thứ hai là cơ lược đấy, và thứ ba chính là cái cơ khép dài. Cơ khép dài đây, dài cơ lược cơ thon đấy. Còn cái lớp giữa thì có một cơ đó là cơ khép ngắn và lớp sau thì có một cơ đó là cơ khép khép lớn nhé. Lớp sau có một cơ khép lớn. Cái thứ nhất cũng là cơ, mình nói cái cơ thon trước ha. Đây cơ thon đây, chúng ta sẽ thấy cái nguyên lý của nó sẽ bám vào bờ dưới của xương mu mà sạc nó chỗ vị trí của mu đấy. Đấy, sau đó nó sẽ đến chạy dọc xuống phía dưới và bám từng vào lôi cơ trong của xương chày, bám từng vào lôi cơ trong của xương chày. Đây cái cơ thon là như thế này nhé. Đấy thì động tác của nó chủ yếu là gấp rồi khép đùi, gấp và hơi xoay trong cẳng chân một chút. Đây với cái vậy nó cái cơ này thì cũng là một cái cơ khá dài và nó nằm vào mặt trong của xương đùi nhé, à vào mặt mặt trong của cái đùi này gọi là cơ thon. Cơ tiếp theo là cơ lược. Đây đây chính là cơ lược. Nó sẽ bám từ, các bạn nhớ mao lược của xương xương chậu, bạn nhớ vừa trước chúng ta học, tôi học tôi giờ dạy đó là gì, mao bịt và mao lược nằm như chỗ cái tam giác nằm phía dưới của cái gì, gò chậu mua này có cái tam giác gồm có cái mao bịt và mao mao lược nhé. Thì mao lược là nơi nguyên lý bám của cơ lược và nó sẽ đến bám vào đường lược của xương đùi. Đấy, và đường lược của xương đùi, động tác của nó là gấp và khép đùi ha, gấp khép đùi. Đấy. Cái tiếp theo đó là cơ rụng dài, ai chính là cơ khép dài. Cơ khép dài nó sẽ bám nguyên vị, đây cơ khép dài trên này nó sẽ nguyên vị vào cái ngăn trên của xương mu. Đấy, ngăn trên của xương mu từ cái đoạn sạc sạc với nó cái khớp mu này ha. Đấy. Sau đó nó sẽ đến bám từng vào đường rạc của xương đùi, thì động tác của nó quan trọng đó là khép khép đùi, gọi là cơ khép dài nhé. Trên cái hình ảnh này chúng ta sẽ thấy có thêm cái cơ khép ngắn đấy bên này, nhưng mà cơ khép ngắn thì chúng ta sẽ học vào cái lớp lớp giữa. Thì đối với lớp giữa này thì cơ khép ngắn nó sẽ bám vào cái vị trí thấp hơn so với cơ khép dài, nó sẽ bám vào cái ngăn giữa của xương mu. Đấy, ngăn giữa xương mu đấy nhá. Sau đó đến bám từng cũng nó bám vào cái đường giáp của xương đùi luôn. Đấy, dùng cái quần cũng quan trọng nhất đó là khép đùi nhá. Tiếp theo chúng ta có lớp sâu. Lớp sâu thì chỉ có một cái cơ đó là cơ khép lớn. Cơ khép lớn này thì nó sẽ chia thành ba bó, ba bó nha, bó trên, bó giữa và bó dưới. Thì ba bó này nó sẽ bám nguyên vị vào các cái vị trí thấp từ ngăn giữa xương mu đến bám tới cái phần ủ ngồi của xương ngồi. Đấy, từ ngăn giữa xương mu này tới đây, tới chỗ giao thoa là ủ ngồi của xương ngồi. Và cả ba bó này sau đó nó sẽ đi xuống phía dưới tỏa thành một cái hình nang quạt, hay tỏa thành một cái hình nang quạt. Thì riêng bó trên và bó giữa thì nó sẽ bám vào đường đường rạc của xương đùi. Còn đối với bó dưới nó sẽ chạy học xuống phía dưới này và đến bó bám vào lối vào vào gọi là cụ cơ khép của xương đùi. Các bạn nhớ
lồi cầu trong và lồi cầu ngoài của xương đùi thì có hai cái mỏm trên lồi cầu trong và mỏm trên lồi cầu ngoài tương ứng. Riêng lồi cầu trong ngoài mỏm trên lồi cầu trong ra còn có cái cũ của cơ khép, đó chính là nơi bạn của bò dưới của cơ khép lớn, các bạn nhớ chưa? Và chính cái sự bám của cái bò dưới này nó tạo nên một cái vòng gọi là vòng gấn cơ khép. Đấy, vòng gấn cơ khép, các bạn thấy chưa? Nó tạo một cái lỗ như thế này để cho cái gì? Cho cái động mạch đùi nông đi từ trên xuống dưới này chui qua vòng gấn cơ khép, sau đó chui vào phía trong và lùi phía sau để tạo nên cái động mạch gọi là động mạch khoeo, nhớ chưa? Động mạch khoeo. Như vậy chỉnh cái vị trí vòng gấn cơ khép này là sự chuyển đổi từ động mạch đùi nông sang động mạch khoeo ở phía dưới. Đấy, ngoài ra cơ khép lớn này bám vào đường gập xương đùi, cái gấn của nó trên bề mặt của cái gấn nó tạo ra các cái lỗ, người ta gọi là các cái lỗ để cho các nhánh của động mạch đùi sâu nó sẽ đi ra phía sau và nuôi dưỡng cho các cái cơ ở vùng đùi. Đấy, thì các bạn phải hiểu một điều đó là khi mà được tôi đã mô tả đó là gì, trên này á ta có động mạch trong ngoài, động mạch trong ngoài nó sẽ đi qua điểm giữa của dây chằng bén, sau đó đổi tên thành động mạch đùi chung, sau đó cách điểm giữa dây chằng bén này khoảng 4 cm hoặc ngắn hơn một chút, thường người ta lấy con mốc là 4 cm, thì động mạch đùi chung nó sẽ chia ra hai nhánh, đó là động mạch đùi sâu và động mạch đùi nông. Động mạch đùi nông thì nó sẽ đi tiếp tục xuống phía dưới này và chui qua vòng gấn cơ khép để đổi tên thành động mạch khoeo. Trong khi đó động mạch đùi sâu nó sẽ chia ra các cái nhánh xuyên để xuyên qua cái vòng gấn của cơ khép lớn và cho ra các cái nhánh bên để mình nuôi cho vòng đùi là chủ yếu. Đấy, nuôi cho vòng đùi là chủ yếu, các bạn nhớ như vậy nha. Rồi, các cái cơ ở vòng đùi trước thì thực hiện đối với cái khu đùi trong này thì thực hiện động tác chủ yếu đó là khép đùi. Đối với thân kính thì thân kính đùi đối với cơ chỉ có thân kính đùi á, nhánh của thân kính đùi thì nó sẽ chi phối cho cái cơ lược ha. Còn cả cái cơ còn lại thì do thân kính bít nó chi phối. Như vậy nhớ lại cho tôi, đó là vùng đùi trước này thì gồm có hai khu cơ, đó là khu cơ đùi trước và khu cơ trong nha, khu cơ trước và khu cơ trong. Khu cơ trước thì hoàn toàn 100% là do thân kinh đùi chi phối. Còn khu cơ trong thì cơ lược cộng thân kinh đùi chi phối, còn các cơ còn lại thì do thân kinh bít chi phối. Tóm tắt lại là như vậy nha. Rồi, tiếp tục chúng ta qua cái cơ vòng đùi sâu ha. Vòng đùi sâu thì vòng đùi sâu này là gồm có ba cơ động tác, đó là duỗi đùi, gấp gối và thần kinh chi phối, đó là hoàn toàn do thần kinh ngồi chi phối. Các bạn nhớ chúng ta trên bình thường chúng ta cũng có thấy là người ta nói là thần kinh tọa đấy ha, thần kinh tọa thì trên giải phẫu người ta gọi là thần kinh ngồi nha, tọa là ngồi đấy, nhưng mà giải phẫu người ta dùng từ thần kinh ngồi chứ không dùng từ thần kinh tọa nha. Đấy, khi nó sẽ bám từ chỗ cái vị trí chỗ vị trên xương chậu và đến bám tận vào cái vị trí cẳng chân ha, cái cẳng chân đó, cụ thể như thế nào là chúng ta sẽ nói. Chính cái vị trí bám như thế này mà khi có cơ thì nó sẽ làm cho gấp gối chúng ta lại. Đấy, trước thì chúng ta có cái duỗi gối, sau thì chúng ta có cái gấp gối, và đồng thời nó sẽ làm động tác duỗi đùi này, duỗi đùi. Thì cũng có các cái cơ như sau, ba cơ đó là cơ nhị đầu đùi, cơ bán gân và cơ bán mạc. Trong đó cơ nhị đầu đùi thì có hai đầu là đầu đầu dài và đầu ngắn, đầu dài và đầu ngắn nhá. Rồi thì nhớ một cách chung nhất đó là gì, tất cả các cái cơ này đều có cái nguyên ủy từ cụ ngồi của xương xương chậu, trừ đầu ngắn của cơ nhị đầu đùi nó sẽ bám vào đường rác của xương đùi nha, vào đường rác của xương đùi, nguyên ủy là như vậy nha. Rồi ba thằng này, cơ bán gấn, cơ bán màn và đầu dài của cơ nhị đầu đùi nó sẽ bám vào cụ ngồi của xương chậu, đầu ngắn của cơ nhị đầu đùi nó sẽ bám vào đường rác của xương đùi. Sau đó thì nó sẽ chia thành hai nhóm cơ, đó là nhóm cơ ở phía trong và nhóm cơ ở phía ngoài để bám tầng lần lượt như thế nào. Thì nó đối với cơ bán gấn và cơ bán màng á, thì nó sẽ bám tầng vào lôi cầu trong của xương chày, lôi cầu trong của xương chày. Còn đối với cái cơ nhị đầu đùi
thì nó sẽ bám vào cái phần sừng mác và một phần lôi có trong của lôi có ngoài của sừng sừng chày nha. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy này, từ trên xuống dưới này ba cơ nó sẽ tỏa ra thành một cái tam giác như thế này ha, một tam giác như thế này. Đấy. Và cùng góc phần với hai cái cơ chạy từ vùng dưới cẳng chân, nó sẽ bám vào lôi cổ ngoài và lôi cổ trong của xương đùi để giới hạn nên một cái hình thoi ở đây, hay là hình trám gọi là trẫm khoeo, gọi là trẫm khoeo, hiểu chưa? Đấy. Thì chúng ta làm sao để nhớ được cái lớp của cơ, thì chúng ta nhớ này, đối với cái cơ nhĩ đầu đuôi thì người ta thấy đầu dài đè lên đầu ngắn, tức là đầu dài nó nằm nông hơn so với đầu ngắn, nó nằm sâu hơn bị đè, người ta gọi là đầu dài đè lên đầu ngắn. Còn đối với cơ bản gân và cơ bản màng thì người ta gọi là cơ bản gân đè lên cơ bản màng, như vậy cơ bản gân nó nằm nông hơn so với là cơ bản màng. Đấy. Như vậy hai cái cơ bản gân và cơ bản màng thì nó sẽ tỏa về phía trong để mà bám tường vào lôi cầu trong của sừng chày, còn cái cơ đầu dài và cơ đầu ngắn của cơ nhĩ đầu đuôi thì nó sẽ chúng vào một cái gân và bám tận vào cái chõm của sừng mác, cũng như là một phần vào lôi cầu ngoài của sừng sừng chày, dễ ngay cả bám tận vào lôi cầu ngoài. Hình ảnh này mô phỏng hơi bị thiếu cái vị trí bám tận lôi cầu ngoài ở đây nhé. Rồi, và giới hạn đến một cái tam giác phía trên của trám khoeo, dưới này ta còn có một tam giác phía dưới của trám khoeo nữa nhé. Thì động tác chúng ta đã nói, thân kinh chúng ta cũng đã nói rồi. Đấy, ba cơ nó như vậy thôi. Rồi, ta đi xuống vùng cẳng chân. Đấy, vùng cẳng chân thì chúng ta thấy này, ngang qua vùng cẳng chân ta sẽ thấy là có hai cái xương chày và xương mạc như thế này, xương chày ở trong, xương mạc ở ngoài, cùng với cả cái vách giãn cơ, cùng các vách giãn cơ ha, nó sẽ chia cái phần xương mạc, xin lỗi, vùng cẳng chân này thành các cái khu vùng cơ cẳng chân trước và vùng cơ cẳng chân sau. Vùng cơ cẳng chân trước người ta sẽ chia ra hai khu cơ, đó là khu cơ trước ở đây và khu cơ ngoài ở đây. Còn vùng cơ cẳng chân sau sẽ chia thành hai lớp, đó là lớp sâu ở đây và lớp núng ở đây. Thì các bạn thấy một điều á, đi sâu trong cả cái vùng này thì có cái hệ thống mạch máu thần kinh nó rất là phong phú, và nó sẽ được bao bọc bởi cả cái mạc bọc như thế này, mạc cơ như thế này nha. Đấy. Thì nói qua lâm sàng một chút, cái chấn thương vào vùng cẳng chân này nó thường gây ra cái tình trạng phù nề, nó rất là căng nha, nó phù nề cái vùng cẳng chân, ví dụ như gãy cái mâm chày hay là gãy đầu trên xương chày này, hoặc là những cái chấn thương trực tiếp vào cái vùng cẳng chân ở đây thì máu nó chảy, chất dịch nó tiết ra, gây ra tình trạng phù nề rất là nhiều và rất là căng. Và cái phù nề này á, nó sẽ chèn ép vào các cái hệ thống thần kinh mạch máu ở trong này. Đấy, tại vì sao? Tại vì nó được cái tổ chức cơ cũng như là những cái chất phù nề hay là máu nó chảy ra, nó bị giới hạn bởi cái mạc này, cái mạc bọc này, cái mạc bọc, và nó nằm trong cái khoang này, nó bị giới hạn như vậy, nó không có lẫn ra phía ngoài được, thì nó chèn vào phía trong và chèn ép vào thần kinh mạch máu. Đấy, và sợ nhất là nó chèn vào mạch máu và làm cho máu nó sẽ giảm lưu thông xuống phía dưới và làm cho cái chân nó bị vùng hạ lưu, nó sẽ bị thiếu máu. Đấy. Và chèn ép vào thần kinh gây ra tình trạng tê đau rất là nhiều. Và tới một cái mức nào đó, chân đau rất là nhiều như vậy, người ta trên lâm sàng người ta gọi là tình trạng chèn ép khoang. Chèn ép khoang đó, tức là cái khoang này nó bị giới hạn và bị chèn ép các cái cấu trúc trong khoang, người ta gọi là chèn ép khoang. Và để mà giải phóng cho cả cái mạch máu thần kinh này khỏi bị chèn ép thì người ta tiến hành giải phóng chèn ép khoang là rạch những cái đường trống đứng ngoài dọc theo cái cẳng chân, và rạch luôn cả cái mạc này, để khiến cho cả cái mạc này nó bị bung ra và cả cái cơ nó sẽ bị lôi ra ngoài, giải phóng ra ngoài để cho nó khỏi chèn ép vào cả cái tổ chức bên trong. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Các bạn đợi một xí để mình cảm giác mình là cái laptop đấy nhé.
Đó là về liên quan tới lâm sàng một cách tổng quan, liên quan tới các cái khoa như vậy, ta có cái hội chẩn trang áp khoa được chưa? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có cái cơ vùng cẳng chân trước, gồm có hai cái khu cơ, đó là khu cơ trước và khu cơ ngoài. Đấy, khu cơ trước và khu cơ ngoài. Khu cơ trước thì gồm có các cái cơ, đó là cơ chạy trước, cơ duỗi cẳng của duỗi ngón cái dài, cơ duỗi các ngón chân dài và có cái cơ mạc ba nữa. Cơ mạc ba này thì có thể có thể không nhá. Khu cơ ngoài thì cũng có hai cơ, đó là cơ mạc dài đè lên cơ mạc ngắn. Đấy. Rồi. Đối với cái khu cơ cẳng chân chân trước, chia ra cái vùng cái khu cơ trước ha, khu cơ trước, vùng cơ cẳng chân có khu cơ trước thì chúng ta thấy đây chính là cái cơ cơ chạy trước nhé. Và đây khi các cơ chạy trước ra, chúng ta sẽ thấy cái nguyên vị của cơ chạy trước. Nguyên vị của nó sẽ là bám vào xương chày, lôi cầu ngoài của xương chày chạy dọc xuống như thế này ha, và mặt ngoài nhé, và đến bám tận và xin lỗi, và một phần của màng giáng cột đấy. Sau đó nó sẽ chạy xuống phía dưới và đến bám tận vào xương chim trong này và nền của xương đục bàn chân một đây. Người ta cắt đi rồi thì người ta thấy mô phỏng cái hình màu màu xanh ở đây. Đây là nơi bám tận, đó là xương chim trong và nền của xương đục bàn một nhé. Cơ tiếp theo đó là cơ duỗi các ngón chân dài ha, cơ duỗi ngón chân dài. Cái giữa các ngón chân dài này thì nó sẽ cũng bám nguyên vị vào một phần, đó là lôi cầu ngoài của xương chày đấy, rồi bám vào phần, bám vào một phần của xương mạc và màng giáng cột ở dưới này đấy nhé, vào xương mạc và một phần của màng giáng cột ở dưới này. Sau đó cơ sẽ chạy dọc xuống phía dưới, để dọc xuống phía dưới nó sẽ tỏa ra thành bốn cái gân để đến bám tầng vào nền của đột xa của các cái ngón. Đấy, nền đột xa của các cái ngón 2, 3, 4 và 5. Đấy, 2, 3, 4 và 5. Thì giống như cơ duỗi các ngón chân ngón tay thì trước khi mà nó bám vào các cái nền đột xa đó thì nó cũng có chia ra các cái trẻ. Đó. Thì gồm có một cái trẻ giữa hay trẻ trung tâm, nó sẽ đến bám vào nền của đột gân. Cái hình ảnh này không được rõ. Nên nó à, xin lỗi, nó sẽ đến bám vào nền của đột đột giữa đấy, và hai trẻ bên nó sẽ đến bám vào nền của đột xa của các cái ngón 2 3 4 và 5. Đấy, đó chính là cơ duỗi các ngón chân các ngón chân dài. Vì xuống đến vùng băng chân chúng ta sẽ học thêm cơ duỗi các ngón chân ngắn nữa đấy nhá. Đấy, nên cơ ta có cái tên là dài và ngắn như vậy. Thành ra thì các bạn khi mà thi thực hành đó, đặc biệt thực hành chỉ vào các cái gân cơ hay là các cái cơ, các bạn phải nói ra đó, cho rõ đó là gì. Cơ gấp, ví dụ cơ gấp ngón cái dài thì các bạn phải ghi rõ đó là gì. Cơ gấp ngón tay cái dài, tay hay là chân đấy, dài hay là ngắn, gấp hay là duỗi, các bạn phải ghi rõ ra. Còn nếu như các bạn ghi mà không có tay hay là chân thì các bạn sẽ không có điểm. Tại vì sao? Bởi vì trên tay nó cũng có cơ đó mà dưới chân nó cũng có cơ đó, nếu như không có ghi đầy đủ thì các bạn xem như là không có điểm, các bạn lưu ý điều đó nhé. Rồi tiếp theo ta còn có cái cơ nữa, nó chèn ở giữa, nó chèn ở giữa cái cơ 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 duỗi các ngón chân dài và cơ chạy trước, đó chính là cơ duỗi ngón cái dài, cơ duỗi ngón chân cái dài nhé. Đây thì các bạn thấy này, khi mà cắt bỏ đi cái cơ chạy trước và cơ duỗi các ngón chân dài thì nó sẽ lòi ra được cái cơ duỗi ngón chân dài nằm ở đây ha, nó đang ở giữa đây đấy nha. Thì cái nguyên lý của nó sẽ bám vào cái xương mạc này, màng giáng cột đấy, đoạn ở khoảng 2 phần 3 dưới đây, từ này trở xuống. Sau đó nó sẽ chạy dọc xuống dưới, nó sẽ chéng giữa hai cái cơ này và chạy để bám tận vào nên của độc xa của con cái. Nó sẽ thực hiện động tác là duỗi bàn chân và duỗi con cái ha. Kéo lên thì kéo con cái lên và kéo luôn cả cái bàn chân lên. Thì các bạn nhớ cái gấp và duỗi là như thế nào. Gấp đó là gấp về phía gang, gang chân hay gang tay thì người ta gọi là gấp, còn mà duỗi là duỗi về phía mu đấy, chứ đừng có nói là gấp gấp mu với gấp gang chứ hết nhá. Cái động đó được gọi là gấp thì phải là gấp về phía gang,
mà đã gọi là duỗi thì gọi là duỗi về phía mu, thấy chưa? Đấy, như vậy là vùng mu ở trên này kéo về phía trên mu thì người ta gọi là lời gấp, à, xin lỗi, gọi là duỗi nhá. Thành ra cái tên nó sẽ tượng là như vậy, cơ duỗi các ngón chân và cơ duỗi ngón cái chân, à, ngón chân cái. Đấy, như vậy là ba cơ ở vùng cơ, ở khu cơ trước là như vậy. Ngoài ra còn có cái cơ mặt ba này thì nó có thể không, nó thì bằng khoảng 1/3 dưới của xương mực và để bằng tận vào một cái gân trống ở đây, cơ duỗi ngón năm này. Đấy, thì cơ này nó có thể không cũng quan trọng lắm, nhưng mà nếu như mà ra thì các bạn mình phải biết được đó là nó thuộc vào cái khu cơ trước nha. Rồi khu cơ ngoài thì cũng có, xin lỗi, các cái cơ này, tất cả các cơ này nó sẽ được chi phối bởi cái nhánh sâu của thần kinh mực, ha, hay là gọi là thần kinh mực sâu đấy, gọi là thần kinh mực sâu nha. Đấy. Rồi vậy cái khu cơ ngoài này thì có hai cơ, ha, cơ mặt ba và cơ mặt, xin lỗi, cơ mặt dài và cơ mặt ngắn. Đấy, cơ mặt dài thì nó vào hai đầu, nó bấm vào cái chỉnh và cái vách giãn cơ trước, rồi vào cái phần thân dương và vách giãn cơ sau. Đấy, sau đó nó sẽ chạy dọc xuống phía dưới tạo thành một cái gân, nó sẽ đi vào mặt sau của vào phía dưới vòng phía dưới của cả ngoài để đến vùng bàn chân và nó sẽ lon xuống phía dưới cái gắn chân ấy, nó luôn từ ngoài vào trong để từng vào nền của xương đục bàn một và cớ xin lỗi, nền của xương đục bàn một và xương chân trong nhé. Đấy, cái gân nó chạy nghịch, nó chạy chéo vào như vậy và thực hiện cái động tác đó là gấp bàn chân và cũng như là nghiêng ngoài của bàn chân nhé. Đấy là chính là cơ mặt dài. Ngoài ra ta còn có cái cơ mặt ngắn, nó cũng tương tự, là bám từ cái mặt ngoài của xương mặt ha, chạy dọc xuống phía dưới và đến bám từng vào nền của xương đục bàn năm. Đấy, và hai cái cơ mặt dài và cơ mặt ngắn này đó nó được chi phối bởi cái thần kinh mặt nung nha. Đấy. Rồi. Là cái slide để tóm tắt lại ha, động tác cũng như là thần kinh chi phối. Rồi tiếp đến cái cơ vùng cẳng chân sau thì chúng ta sẽ có hai lớp cơ, không có lớp nông. Lớp nông thì không có ba cơ, đó là cơ gắn chân, cơ tam đầu cẳng chân và cơ giáp ha. Trong đó cơ tam đầu cẳng chân thì được chia thành, à, xin lỗi, đó, cơ gắn chân và cơ tam đầu cẳng chân. Trong đó cơ tam đầu cẳng chân thì được tạo thành bởi tổ hợp hai cơ, đó là cơ bùng chân và cơ giáp. Trong đó cơ bùng chân thì được chia thành cơ bùng chân trong và cơ bùng chân ngoài. Đấy, cắt đi cái phần cơ bùng chân nó sẽ lòi ra cái cơ giáp nằm ở đây nha. Đấy, thì thứ nhất đó là về cơ cơ bùng chân. Đây, cơ bùng chân gồm có hai đầu, đầu trong và đầu ngoài, hay là bùng chân trong và bùng chân ngoài. Thì đầu trong thì nó sẽ bám vào mỏm trên lô cơ trong xương đùi, đầu ngoài thì nó sẽ bám vào mỏm trên lô cơ ngoài của xương đùi nha. Hai đầu này chạy xuống phía dưới, như vậy nó sẽ bắt chéo với cái vùng cơ ở trên chỗ vùng đuôi xuống này, thấy chưa? Hai cái đầu này cùng với là ba cái cơ ở phía trên vùng đuôi sau thì nó sẽ giới hạn lên một cái hình hình thoi hay là hình tròn, người ta gọi là túm khoeo, và trong này nó sẽ có các cái tổ chức mạch máu thần kinh khoeo, nó sẽ đi ở trong này nha. Đó rất là quan trọng cái vùng túm khoeo này. Hai cái đầu nó sẽ bám từ trên xuống dưới, sau đó nó hợp nhất với một cái cơ, đó là cơ giáp để tạo nên một cái gân trung gọi là gân gót hay là gân asin ha, và bám từng vào cái cụ gót. Đấy, để nói luôn cái cơ giáp này thì nó sẽ bám nguyên ủy từ cái đường cơ giáp của xương chày. Đấy, cơ giáp thì nó sẽ bám vào cái đường cơ giáp, thì các bạn nhớ cái mặt sau của xương chày thì ta có cái đường đường cơ giáp chạy từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong. Đấy, và sau đó nó sẽ tạo thành một cái cụm gân cơ giáp, à, cụm gân cơ giáp. Đấy, để cho cả cái tổ chức mạch máu thần kinh nó đi qua cụm gân cơ giáp đó. Đấy, sau đó nó sẽ hợp cùng với là cơ bùng chân tạo thành một cái gân cơ gọi là cái gọi một gân gọi là gân asin hay là gân gót xuống phía dưới này. Thì nên người ta gọi là ba cơ này, người ta gọi là hợp nhất thành một cái gân, nên người ta gọi là cơ tam đầu cẳng chân. Thì các bạn lưu ý cái vị trí mà gân gót này có thể bị đứt trong các cái trường hợp bị chấn thương trực tiếp tràn vào đây ha,
hoặc là cả cái động tác mà nhảy bực nó làm cho cái cứng này nó căng rất là mạnh thì làm có thể làm đứt cái vùng này. Đấy, đứt xong rồi thì khiến cho bàn chân nó sẽ không được gấp lại được nữa ha, nó sẽ không gấp được lại được nữa và phẫu thuật viên sẽ vào để mà mở ra và khâu lại cái gân gọt này. Còn ngoài ra còn có một cái gân nằm thuộc cái lớp này gọi là cơ gang chân, thì cơ gang chân này nó thường là nó mạnh thôi, nó mạnh mà bám từ lôi mỏng trên lôi cột trong của xương mỏng trên lôi cột ngoài của xương đùi, tạo thành một cái gân nó rất là mỏng nhưng mà nó sẽ hóa thành một cái tạo thành một cái cơ rất là mạnh nhưng mà nó hóa thành một cái gân rất là dài và mỏng chạy từ trên xuống dưới dọc vào dọc cái bờ trong của gân gót và cũng để bám từng vào vùng xương gừng của này. Đấy, gọi là cơ gang chân nha. Rồi đối với lớp sau thì động tác của đối với lớp sau thì chúng ta sẽ đi qua các cái cơ đó là cơ khoeo, cơ chạy sau, cơ gấp ngón chân dài và cơ gấp ngón chân dài. Các cái cơ của lớp sau đều khiến cái động tác là bàn chân và gấp các ngón chân, và thần kinh chi phối cũng là thần kinh chạy, lớp nông cũng do thần kinh chạy chi phối và lớp sau cũng do thần kinh chạy chi phối nha. Rồi thì các cái gân này đầu tiên chúng ta nói cái cơ khoeo này ha, cơ khoeo thì nó sẽ bám nguyên vị từ lôi cột trong của xương chay à xương đùi và đến tận vào phía trên của đơn cơ giáp xương xương chay này, gọi là phía trên đơn cơ giáp xương chay. Cơ tiếp theo đó là cơ chạy sâu này, rồi đây cơ chạy sâu đây nhá. Đối với cơ chạy sâu thì nó sẽ bám nguyên vị vào mặt sau của xương chay, mang giáng cốt và mặt sau của xương mát. Đấy, bám toàn một cái bảng cơ rộng như thế này. Sau đó nó chạy xuống phía dưới và chạy bắt chéo vào phía trong, đi phía sau mắt cỡ trong, rồi đến bám tầng vào liền của các xương đột bán 1, 2, 3. Rồi bám tận vào một cái dải gân vào các cái xương đó là xương chân trong, xương chân giữa và xương chân ngoài luôn. Đấy, bám tận vào một cái gân bạn gân rất là rộng ha. Thì động tác của cơ chạy sau quan trọng nhất đó là gấp bàn chân và nghiêng trong bàn chân. Đấy, nghiêng trong bàn chân. Rồi này. Cơ tiếp theo đó là cơ gấp các ngón chân dài đây. Cơ gấp ngón chân các ngón chân dài. Nó sẽ bám nguyên vị từ sau của xương chày, từ phía trên này đây, mặt sau của xương chày, nó sẽ chạy xuống phía dưới và đoạn khoảng 1/3 dưới cẳng chân thì nó sẽ bắt chéo với một cái cơ đó là cơ chạy sau ha. Nó bắt chéo một cái cơ chạy sau tại cái vị trí này nhá, khoảng 1/3 dưới của cẳng chân, sau đó chạy xuống phía dưới và bắt và tạo thành một cái gân, nó sẽ chạy xuống phía dưới và tỏa thành các bốn cái gân cho các cái ngón 2, 3, 4, 5. Và đặc biệt rằng là các cái gân này cũng gọi là cái gân xuyên, nó sẽ xuyên qua cái gân thủng gọi là gân cơ gấp các ngón chân ngắn giống như là phía trên trên chi trên vậy. Đấy nhá. Đấy, để bám tận vào nền của đột xa các ngón 2 3 4 5 nhá. Và đặc biệt các bạn thấy cho tôi đó là gì, cái hình ảnh của cái gân nó chạy từ trên xuống dưới và nó bắt chéo như thế này khiến cho cái động tác gấp các cái ngón chân nó sẽ không gấp theo cái chiều thẳng trục như thế này được. Chính vì vậy mà lát nữa chúng ta sẽ có một cái gân à có một cái cơ nó sẽ bám vào cái gân này rất là đặc biệt để giúp nó chỉnh cho cái trục gấp ngón nó được thẳng như thế này ha. Đấy, chạy từ chạy như thế này thì cái ngón nó sẽ bị kéo lệch theo cái hướng chích chứ không phải là theo cái trục dọc. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ có cái cơ vuông gân chân nó bám vào cái gân này và làm cho chỉnh cho cái hướng kéo các cái ngón nó được dọc trục lại. Đấy, rất là hay nha. Cái tiếp theo đó là cơ gấp ngón ngón chân cái dài đấy, thì nó sẽ bám nguyên vị vào khoảng đoạn dưới 2/3 dưới xương mạc này, mặt sau của xương mạc đấy, mang giáng cốt. Sau đó nó sẽ chạy bắt chéo từ ngoài vào trong đấy, nó sẽ bắt chéo với cái gân cơ gấp các ngón chân dài và đến bám tận vào nền của đột xa ngón ngón cái. Đấy, thì thực hiện động tác đó là gấp ngón cái và đồng thời nó sẽ giúp gấp cả bàn chân. Đấy.
Nhưng mà chúng ta đi qua cái phân lực cơ sâu này rồi, cũng có các cái cơ này, cơ khoeo, cơ chơi sâu, cơ gấp các ngón chân dài và cơ gấp ngón chân dài. Đấy. Đối với các cái cơ vùng băng chân thì chúng ta sẽ đi qua các cái cơ đó là cơ vùng mu chân. Đó. Ở vùng mu chân thì cũng có các cái gân cơ vùng mu chân này á, thì ngoài các cái cơ nội tại của nó thì còn có các cái gân cơ chạy từ trên xuống nữa ha. Đấy, ví dụ như gân cơ duỗi ngón chân cái dài này, chúng ta thử duỗi cái ngón chân cái gồng lên thì thấy cái gân cơ này nó nổi lên rất là rõ. Đấy. Rồi cơ duỗi các ngón chân gân cơ duỗi các ngón chân dài chạy từ trên xuống nhá. Đấy. Còn cơ nội tại của nó thì có cái cơ duỗi ngón chân ngắn đây. Nó sẽ hóa thành cái gân này như thế này. Nhá. Đấy, thì cái này thì các bạn tự xem thêm. Thì đặc biệt các bạn thấy này gồng cái gân cơ này lên á, thì chúng ta thấy cái gân cơ duỗi các ngón chân ngón chân dài lên ha. Đấy, và chạy phía ngoài cái cơ gân cơ duỗi ngón chân cái dài này có một cái động mạch đi cùng, đó là động mạch mu chân. Đây có những cái trường hợp mà những đợt đôi khi có những đứa trẻ nó vào viện chỉ vì nó cầm một cái kéo cái kéo và nó thả từ trên xuống, sau đó nó sẽ bị một cái vết thương rất là nhỏ khoảng chưa tới 1 cm tại vị trí này, mà xui thay cho nó là nó đứt luôn cái gân cơ duỗi ngón chân cái dài này và nó đứt kèm luôn cái động mạch mu chân này, máu chảy rất là dữ. Hai cái thằng này nó đi kèm với nhau. Đấy. Thành ra các bạn gồng lên, sau đó các bạn bắt tay vào cái vị trí mà phía ngoài của cái gân này thì thấy có cái mạch đập, đó chính là cái động mạch mu chân. Đây, cái hình ảnh mô phỏng đó là hình này, để tôi copy lại cho các bạn xem. Cái động mạch mũi chân nó chạy kèm về trong này này, rất là rõ cho các bạn thấy hay. Động mạch mũi chân về gần cái duỗi các ngón chân ngắn thì các bằng hình ảnh này cũng rất là rõ, từ cái xương gọt rồi đến tận vào nền của đục 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 giữa của cái ngón chân nhé. Tổng điểm thì gần cái duỗi các ngón chân ngắn này nó cũng có một cái cơ mà nó cũng bám sát qua đây, đó chính là cơ duỗi ngón chân cái ngắn à. Cái dưỡng ở trên cạnh nhé. Rồi về cơ vùng gắn chân thì người ta sẽ chia thành thành các cái lớp nón, phải giống như trên tay mà chia thành mô ô mô cái ô mô ụt và ô ô cơ giữa nữa, mà chia thành các cái lớp nông thì cũng có cái cơ đó là cơ gấp các ngón chân ngắn, cơ gấp ngón cái dạng ngón út và cơ dạng ngón cái. Đấy. Ba cơ là như vậy. Rồi vậy đây cái hình ảnh cơ của khi mà chúng ta tách ra cái lớp thì thấy nó rộng cái cơ như thế này hay. Đây, bạn tự xem thêm nguyên lý bản từng của nó đây. Và đối với lớp cơ giữa thì chúng ta thấy này có cái cơ cái cơ ngoài lá đi xuống, đó là gân cơ gấp các ngón chân dài chạy xuống, và như lúc nãy tôi nói đó là có cơ vuông gắn chân là sẽ bám từ cái gót và điểm bám vào cành ngoài của gân cơ gấp các ngón chân chân dài, và khi cái cơ này nó co thì nó sẽ kéo cái gân này, nó sẽ chạy theo thẳng trục như thế này lại và làm cho động tác gấp cực ngón chân nó được thẳng trục thay vì nó sẽ bị chéo như thế này, các bạn hiểu ý chứ? Thay vì nó sẽ chéo như thế này thì bây giờ nó sẽ được kéo thẳng trục. Rồi ngoài ra con lập giữa này còn có các cái cơ zoom ha, cơ zoom rồi sau thì có cơ giãn cụt gắn chân, rồi cơ gấp ngón cái ngắn, cơ khỉu ngón cái, cơ gấp ngón út ngắn và từng cơ nguyên lý bạn từng như thế nào, các bạn tự xem thêm hình ảnh và đọc sách nhé. Rồi ngoài ra cũng có tương tự như tay thì ta cũng có cơ giãn cụt mu chân và các cơ giãn cụt gắn chân. Rồi bài học thì chúng ta kết thúc sáng nay. Bạn có thắc mắc gì không hề? Cho nó các bạn chưa rõ chứ à, chưa rõ không thì thắc mắc tất nhiên thì các bạn phải về đọc thêm nhé, chứ không có thể nào mà nói quá hết được đâu. Tôi sẽ gửi xe lá để cho các bạn xem thêm hình ảnh đỡ phải tìm.